Sáng nay ngày 14 tháng 6, Trường Cao đẳng Lào Cai tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp và ngày hội việc làm cho học sinh sinh viên năm 2024. Buổi lễ đã công bố quyết định công nhận tốt nghiệp cho gần 600 học sinh, sinh viên tốt nghiệp năm học 2023-2024, trong đó có 40 em có thành tích xuất sắc trong học tập. Tại buổi lễ, lãnh đạo Trường Cao đẳng Lào Cai đã ký kết hợp tác với đại diện 20 doanh nghiệp về liên kết đào tạo, rèn luyện kỹ năng nghề cho học sinh, sinh viên, tăng cơ hội việc làm cho các em sau khi ra trường. Đến nay, Trường Cao đẳng Lào Cai đang ký kết đào tạo với hơn 100 đơn vị doanh nghiệp trong cả nước. Trong dịp này, các em học sinh, sinh viên được tham gia vào các hoạt động sôi động của Ngày hội Việc làm. Đây là dịp để các em trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội việc làm, đồng thời cũng là dịp để các doanh nghiệp tiếp cận, tuyển dụng học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp.